Người ta thường nói, kho tàng văn hóa đồ sộ của người Khmer Nam Bộ là một mảng màu nổi bật trong bức tranh đa sắc màu, tạo thành một thể thống nhất không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Mảng màu ấy vừa tươi thắm, vừa mộc mạc, vừa đơn sơ nhưng lại ghi được dấu ấn bởi sự độc đáo riêng. Trong ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ vừa được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, một lần nữa những sắc màu này lại được tôn vinh và tỏa sáng. Những ngày gần đây, mọi người tập trung ở chùa để tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội lớn. Các thành viên trẻ tuổi thuộc đội múa của chùa Xiêm Cán đều gác lại công việc cá nhân để gấp rút luyện tập với tinh thần quyết tâm cao. Những thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống kết hợp với những động tác nhịp chân uyển chuyển càng làm tôn lên vẻ đẹp cho điệu múa. Hòa chung vào không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn, dàn nhạc truyền thống của chùa Xiêm Cán cũng đang giáo diết tập luyện các tiết mục sẽ thi tài trong những ngày hội sắp tới. Người đánh trống, người đệm đàn, những người nghệ sĩ này đã tạo ra một bản hòa tấu tươi vui và rộn rã. Người lớn trẻ nhỏ đều hăng say cùng nhau luyện tập, tạo nên không khí vui vẻ phủ khắp ngôi chùa. Ở Nam Bộ, hầu hết người Khmer đều theo tín ngưỡng Phật giáo Nam Tông, cho nên chùa gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân Khmer. Chùa là nơi sinh hoạt văn hóa, là nơi tổ chức và diễn ra nhiều sự kiện lớn nhỏ trong năm. Người Khmer quan niệm chùa không chỉ là một công trình kiến trúc có nhiều giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn là nơi sinh hoạt tôn giáo. Chùa còn được xem là trung tâm văn hóa, là ngôi nhà chung của đồng bào dân tộc Khmer. Vì thế, trước mỗi sự kiện lớn, bà con đều tập trung tại chùa để rèn luyện hoặc trau dồi thêm kiến thức. Điển hình như lớp múa rô băm của nghệ nhân Thạch Thị Than cả tuần nay đang phải giáo diết chuẩn bị tiết mục múa mở màn cho đoàn nghệ thuật Khmer Bạc Liêu tại Ngày hội Văn hóa Khmer lần thứ 7. Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà nghệ nhân Thạch Thị Than và đội múa được giao phó. Ít ai biết rằng múa rô băm từng có thời gian bị đứt quãng bởi không có người theo học. Giới trẻ thì chỉ thích tân nhạc hoặc là thích tiếp cận với văn hóa ngoại lai nên không còn mặn mà với văn hóa truyền thống nữa. Nhận ra vấn đề này, nghệ nhân Thạch Thị Than đã mở lớp truyền dạy miễn phí cho mọi lứa tuổi. Là người có kinh nghiệm, nghệ nhân Thạch Thị Than đã trực tiếp giảng dạy cho hàng trăm bạn trẻ ở các ngôi chùa lớn nhỏ trên giải đất miền Tây Nam Bộ. Khởi đầu từ con số 0, với phương pháp dạy truyền thống, cầm tay chỉ việc, sai ở đâu, sửa ngay tại đấy. Cho đến giờ, những bạn trẻ này đã có thể múa được hầu hết các điệu múa cổ. Cổ luyện mới thành tài, nhiều học viên của bà Than đã trở thành nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật tổng hợp của vùng Tây Nam Bộ và chính các em là người nối tiếp gìn giữ nét văn hóa Khmer. Không trực tiếp tham gia trình diễn nghệ thuật tại ngày hội, thế nhưng nghệ nhân Kim Văn Đội lại đảm nhiệm việc sáng tác ca khúc mới cho đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu. Sinh ra ở Trà Vinh, nhưng đến năm 2008, anh đem tình yêu văn hóa truyền thống chuyển về Bạc Liêu sinh sống. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá nghệ nhân Kim Văn Đội là một trong những người có tâm, có tài và có cả tầm trong công cuộc bảo tồn di sản. Suốt nhiều năm ròng rã đi khắp nẻo đường để đem đến món ăn tinh thần cho khán giả. Ngoài tham gia biểu diễn, anh còn có tài sáng tác. Nhiều vở ca kịch Rủ Kê được anh thổi một làn gió mới trong cách diễn xuất nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị truyền thống
và nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ba đời làm nghệ thuật, nghệ nhân Kim Văn Đội không chỉ được thừa hưởng gen nghệ thuật, anh còn có thể chơi thuần thục tất cả bộ nhạc cụ trong dàn nhạc ngũ âm. Ngoài ra, anh có năng khiếu chế tác các loại đàn, sáo. Những sản phẩm do anh chế tác được rất nhiều đoàn nghệ thuật Khmer khắp miền Tây Nam Bộ sử dụng trong biểu diễn ca, múa, nhạc và các lễ hội văn hóa dân gian. Nghệ nhân Kim Văn Đội đang chỉnh lại tiếng cho chiếc đàn thuyền Rô Niết Ếch. Chiếc đàn này sẽ xuất hiện trên sân khấu cùng với đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu trong ngày hội văn hóa. Thoạt nhìn thì đó chỉ là vài động tác đơn giản, nhưng người nghệ nhân lại rất cẩn thận với từng động tác gọt rũa để sao cho âm thanh của chiếc đàn thuyền đạt được độ chính xác nhất. Rất là lâu, đặc thơ nhất là tai nghe từ âm này qua âm này. Thí dụ như một bộ nó bị khô có ba cái, một cái nó không khô cái nào chuẩn, mình lấy cái cây nào chuẩn á, là mình đánh cái này mình sửa theo cái đó, nhưng mà âm này với âm kia là mình phải lấy một đó. Mình gõ âm này mông thì âm này nó cũng mông, tất nhiên là nó đúng với nhau rồi. Cái xuống từ mình chỉnh hết cây này tới cái nọ là bắt đầu là thấy nó đúng hết và không còn khô, tất nhiên là cái bộ ngũ âm sẽ tốt, phát cái âm thanh âm sắc rất hay. Là một nghệ sĩ, nghệ nhân đa tài, anh Kim Văn Đội không nhận mình là người giữ lửa cho văn hóa Khmer. Anh chỉ khiêm tốn nhận mình là người có tình yêu văn hóa và phải giữ gìn cho được. Sẵn vốn kiến thức và có kinh nghiệm thực hành lâu năm, nghệ nhân Kim Văn Đội thường xuyên đi đến những câu lạc bộ nghệ thuật Khmer để đào tạo cho lớp dưới. Không chỉ là người am hiểu văn hóa, anh Đội còn biết cách truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ. Những ngày này, nghệ nhân Kim Văn Đội cũng bận rộn với việc tập luyện đánh nhạc ngũ âm cùng các nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu. Không ai biết dàn nhạc ngũ âm có từ bao giờ, nhưng đối với người Khmer Nam Bộ thì dàn nhạc ngũ âm là biểu tượng cho linh hồn, nguyên sơ và thường được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng. Sở dĩ gọi là ngũ âm vì dàn nhạc này có 5 bộ: bộ đồng, bộ sắt, bộ gỗ, bộ hơi và bộ da. Nghệ nhân Kim Văn Đội cho biết nếu nhìn về khía cạnh tâm linh, nhạc ngũ âm là tiếng lòng của người dân Khmer đối với thần linh, với thiên nhiên và với con người. Nhạc ngũ âm của người Khmer có giá trị nghệ thuật rất cao, nhưng để sử dụng thành thạo thì lại đòi hỏi người nghệ sĩ phải hiểu được cách thức hòa âm, thật sự yêu mới có thể diễn xướng một cách chuyên nghiệp. Gen nghệ thuật đã ăn vào máu từ nhỏ, với nhiều năm nghiên cứu và bảo tồn nhạc ngũ âm cũng cho nghệ nhân Kim Văn Đội chứng kiến những nốt trầm buồn của nó. Đó là những năm tháng dài triền miên, nhạc ngũ âm không có người theo học, rồi những người chơi nhạc thì già đi theo năm tháng mà không có người tiếp nối. Không muốn mất đi giá trị truyền thống, nên sau nhiều năm bôn ba biểu diễn, nghệ nhân Kim Văn Đội đã chế tác những dàn ngũ âm mới và dìu dắt một đội chơi ngũ âm ở tỉnh Bạc Liêu như hiện nay. Giờ đây, tại bất cứ ngày hội nào của người Khmer đều không thể thiếu được âm thanh rộn ràng, vui tươi của dàn nhạc ngũ âm. Là người yêu văn hóa thực sự, anh Đội luôn tận tâm, tận lực, cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật truyền thống, góp phần điểm tô cho bức tranh văn hóa Khmer Nam Bộ. Nếu mà muốn bảo tồn thì phải mở cái lớp
tôi chỉ có là muốn truyền lại thôi, chứ tôi không đặt cái vấn đề những là tôi dạy một khóa bao nhiêu, không cái đó tôi không tính. Tại vì muốn truyền lại để sau này mới bảo tồn được cái truyền thống, không để cho mất cái truyền thống, tại vì cái bản sắc của người dân tộc Khmer là như vậy. Trong chuỗi sự kiện diễn ra tại Ngày hội Văn hóa Khmer, được kỳ vọng và mong chờ nhất có lẽ phải kể đến giải đua ghe ngò. Người Khmer coi đua ghe ngò là nét đẹp văn hóa đặc trưng nhất của dân tộc mình. Cho nên bất cứ một ngày hội nào, cho dù lớn hay nhỏ, cũng đều tổ chức đua ghe ngò. Từ trước đó khoảng một tuần, rất nhiều vận động viên đã đổ về kênh Quản Lộ Phụng Hiệp của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để làm quen với địa hình sông nước, luyện tập đua ghe ngò. Đua ghe ngò là môn thể thao truyền thống, là biểu tượng của sức mạnh cùng với tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Khmer. Bởi thế, trước mỗi giải đấu, các đội đua thường chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc tham gia đua ghe ngò của đồng bào Khmer nơi đây không phân biệt tuổi tác cũng như giới tính. Chẳng thế mà các thành viên trong đội ai nấy đều bừng bừng quyết tâm, hứng khởi, tập luyện suốt cả tháng này. Trước khi lên ghe thật, đội đua ghe phải luyện tập bằng hai phương pháp quan trọng, đó là tập trên cạn và tập dưới nước. Động tác tập trên cạn rất đơn giản. Các vận động viên cùng ngồi thành hai hàng đối diện, nắm tay nhau và đẩy đưa cho thật đều, thật nhanh, nhưng cũng phải đúng nhịp như đang cầm mái chèo cho thuần thục. Sau khi tập nhuần nhuyễn những động tác bơi chèo ở trên cạn, các vận động viên sẽ xuống nước tập luyện bước 2. Tranh thủ vừa làm việc đồng áng, vừa dành thời gian luyện tập đua ghe ngò như thế này không phải là hiếm. Tuy nhiên, buổi tập nào cũng đông đủ thành viên của đội. Khi tập luyện ở dưới nước, các vận động viên sẽ ngồi đúng vị trí như trên ghe thật và cầm mái chèo cua xuống nước. Tuy tất cả những động tác đua ghe chỉ đơn giản như thế, nhưng để tập sức bền cho đôi tay và dẻo dai về thể lực thì không phải ai cũng làm được. Môn thể thao đoàn kết này sẽ không thành công nếu như một người không theo kịp nhịp chèo, khi đó ghe sẽ rất dễ bị lật úp. Kỳ công khổ luyện, tất cả dồn sức vì những nhịp chèo xuôi tay mát mái. Ngoài tinh thần đoàn kết trong khâu tập luyện, trước những giải đấu, các đội đua thường mời những người thợ đóng ghe có tiếng về sửa chữa, cũng như căn chỉnh lại cấu tạo chiếc ghe, chuẩn bị cho giải đấu đạt được kết quả tốt nhất. Nghệ nhân Danh Vũ là một trong số ít những người biết đóng ghe ngò tại đồng bằng sông Cửu Long. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống đóng ghe ngò, đến nay, nghệ nhân Danh Vũ là thế hệ thứ tư của gia đình theo nghề này. Danh Vũ được thừa hưởng những kỹ thuật và nắm vững những công đoạn cơ bản để đóng hoàn thiện chiếc ghe ngò. Anh cho biết, để trở thành người thợ giỏi như ngày hôm nay không phải là dễ dàng. Đó không chỉ là sự thừa hưởng kiến thức gia truyền, mà còn là sự đam mê từ chính bản thân người thợ, cũng như những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình chế tác. Nếu như các công đoạn chọn gỗ, đóng ghe, thiên về kỹ thuật, thì việc vẽ hoa văn lên thân ghe ngò đòi hỏi người thợ phải có óc thẩm mỹ và đôi tay khéo léo. Bởi hoa văn trang trí trên ghe không chỉ tô điểm cho vẻ bên ngoài mà còn thể hiện vẻ đặc trưng văn hóa của đội đua đó. Hoa văn được vẽ trên ghe còn mang ý nghĩa tâm linh và ước vọng của người Khmer gửi gắm vào trong đó. Theo cái phong tục ta vẽ ở trên hai miếng bè trên của ghe ngò, chẳng hạn như ta vẽ con rồng, hai nữa thì ta vẽ nhầm chùa khác là ta vẽ cái hoa văn của ăn tô, là mang biểu hiện để dành cho cái nền văn hóa hoa văn của người dân tộc Khmer. Đó là ta biểu hiện gì, là bản sắc của người Khmer là độc đáo, là cái hoa văn ăn tô đó.
Tham gia ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ năm nay, có đến hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, diễn viên quần chúng đến từ 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ có đồng bào Khmer sinh sống, gồm Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và đoàn chủ nhà Bạc Liêu. Được tổ chức 3 năm một lần, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Khmer Nam Bộ là sự kiện tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, diễn viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng Khmer. Rất nhiều hoạt động thiết thực được diễn ra như liên hoan văn hóa, hội thi ẩm thực, trích đoạn lễ hội dân gian. Đây là dàn nhạc ngũ âm cổ có tuổi thọ lên đến cả trăm năm. Hòa tấu tại ngày hội, nhạc ngũ âm thu hút được rất nhiều những ánh nhìn của du khách. Đó cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa Khmer rộng rãi hơn. Nhiều du khách được hòa mình vào không gian đời sống văn hóa của người Khmer, giống như ở địa phương, được tìm hiểu về lịch sử, phong tục, tập quán và tín ngưỡng thông qua triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Khmer. Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ thì tất cả các đơn vị họ cũng tái lập, họ cũng sân khấu hóa lại. Cái đó là cũng là một điều mà rất là vinh dự, một điều rất là vinh hạnh đối với tự hào đối với dân tộc. Thì cũng mong muốn là sau này tất cả các cơ quan ban ngành cũng đối với đảng nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn để bảo tồn về văn hóa, về truyền thống của dân tộc Khmer ngày càng phồn vinh hơn. Ở một chỗ khác, nghệ nhân Kim Văn Đội cũng đã có mặt tại nhà hát Cao Văn Lầu để thưởng thức những tiết mục văn nghệ được trình diễn trong hội thi nghệ thuật quần chúng của 12 tỉnh. Một số tác phẩm do anh sáng tác lời nhạc cũng như tham gia biên đạo sẽ được biểu diễn trong chuỗi sự kiện này. Mở màn cho hội thi là tiết mục Múa Rô Băm đến từ đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Bạc Liêu do nghệ nhân Thạch Thị Than biên đạo. Tiết mục múa chứa đựng tâm hồn, tình cảm và tinh hoa của văn hóa và con người Khmer. Còn rất nhiều tiết mục công phu với nhiều chủ đề đầy ý nghĩa về sự đoàn kết xây dựng quê hương. Ví dụ như Bạc Liêu khẳng định tình đoàn kết qua chủ đề bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Hậu Giang xây dựng nông thôn mới. An Giang son sắt ý đảng lòng dân, Bình Phước vươn xa, hay Một Thoáng Sóc Trăng. Mỗi tiết mục nghệ thuật đều là tâm huyết của các nghệ nhân, nghệ sĩ và các diễn viên mong muốn mang đến cho ngày hội những hình ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Ấn tượng hơn cả là phần trình diễn trang phục truyền thống với 3 nội dung: trang phục lễ cưới, trang phục lễ hội và trang phục trong lao động sản xuất. Trang phục của đồng bào Khmer rất đặc biệt, đó là sự kết hợp hài hòa giữa áo cổ vòng kết hợp với xà rông cùng với những hạt cườm lấp lánh được đính trên nền hoa văn tinh xảo. Điểm nổi bật của trang phục của người Khmer là luôn có màu sắc sặc sỡ. Ngày nay, phụ nữ Khmer vẫn rất thích mặc trang phục truyền thống trong các ngày cưới hoặc lễ hội. Mặc dù hiện nay, các loại trang phục này đều ít nhiều có sự biến tấu theo hướng hiện đại và đẹp mắt hơn, nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị truyền thống. Được tận mắt chứng kiến những gam màu lung linh của các loại trang phục mới thấy được sự khéo léo, thể hiện đức tính cần cù, nhẫn nại, trí tưởng tượng phong phú cùng với con mắt nghệ thuật của người phụ nữ. Chính sự tinh tế trong việc sử dụng màu sắc hài hòa đó đã góp phần làm nổi bật bản sắc của đồng bào Khmer.
cả chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc đã góp phần tạo nên không khí tươi vui cho ngày hội. Nhưng có lẽ mọi ánh mắt đều đổ dồn về kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp để chứng kiến màn so găng của các đội đua ghe ngò. Có thể nói, đua ghe ngò đã tạo nên không khí sôi động và ý nghĩa hơn cho ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ lần thứ 7. Chứng kiến một cuộc đua chính thức mới thật sự bất ngờ bởi sự đoàn kết trong thi đấu của người cầm lái. Sự nhịp nhàng khéo léo của người giữ nhịp kết hợp với sự đồng lòng của các tay đua đã tạo nên tốc độ cho ghe ngò. Cuộc đua sẽ kém phần hào hứng nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của những cổ động viên ở hai bên bờ kênh. Giữa cái nắng gay gắt của miền Tây Nam Bộ, cổ động viên xem đua ghe ngò có mặt ở kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp từ sáng sớm cho đến lúc kết thúc cuộc đua. Họ lúc nào cũng thân thiện, cổ vũ nhiệt tình cho tất cả các đội. Thậm chí còn có người ngâm mình dưới nước hàng giờ để cổ vũ cho các đội ghe. Ngày trước, chỉ có nam giới mới được đua ghe ngò, phụ nữ không được ngồi lên ghe, thậm chí là không được chạm vào ghe trước ngày diễn ra cuộc đua. Ngày nay, môn thể thao này đã có giải đấu dành cho nữ. Những cô gái được gọi là phái yếu, quanh năm chỉ biết tới việc chăm lo gia đình, thì bây giờ họ có mặt để thi tài. Không hề kém cạnh những người đàn ông, các cô gái cũng thể hiện sức mạnh với nhịp chèo thoăn thoắt, đưa chiếc ghe băng băng trên mặt nước, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và thán phục. Bộ môn thể thao mang tính cộng đồng này vẫn còn được duy trì, phát huy và mang giá trị tinh thần cao. Chính đua ghe ngò đã tạo được điểm nhấn trong bức tranh Khmer đa sắc màu. Sóng nước đã kịp lắng xuống, một mùa lễ hội nữa lại trôi qua, để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng mọi người. 21 năm, 7 sự kiện lớn, ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ giúp đồng bào Khmer được sống trong không gian đậm nét văn hóa dân gian và còn thể hiện sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhau. Qua đó đã thấy được công tác bảo tồn văn hóa luôn được chú trọng và đầu tư đúng mức. Với tâm huyết bảo tồn nguyên vẹn giá trị truyền thống của cha ông, ngày ngày nghệ nhân Kim Văn Đội lại cùng với người cộng sự đem hết kinh nghiệm đúc kết được trong quãng đường làm nghệ thuật của mình truyền lại cho lớp trẻ. Múa rô băm, dàn nhạc ngũ âm hay ca kịch rủ kê có lẽ đã trở thành quá khứ nếu không nhận được sự chung tay gìn giữ từ cộng đồng. Từng mảnh ghép nhỏ ấy đã tạo thành một bức tranh văn hóa lớn, hoàn thiện hơn về giá trị lịch sử, được vẽ hơn bởi chính những người là chủ thể văn hóa. Trải qua bao thăng trầm, cho đến bây giờ, văn hóa Khmer đã có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng, trở thành niềm tự hào của dân tộc.